Nghe không? Nghe không? Hả? Đó, có răng còn tốt nè. Suốt 7 năm qua, cậu bé này không hề ăn bất cứ hạt cơm nào, chỉ ăn dăm gỗ, xi măng và bùn đất. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như thế này? Nó chụp vô để vô miệng, rồi mình la mình chửi nó không có hạ miệng đó. Xin chào những người bạn vui vẻ của chương trình Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn, hôm nay Phú đang có mặt tại Trà Vinh. Bên cạnh Phú là Tiêu với Tài. Tụi Phú tìm tới đây để hỗ trợ một gia đình mà có con em là mắc một hậu chứng nó cực kỳ là lạ, hiếm gặp ở Việt Nam. Bé này thì có thể ăn mọi thứ mà không phải là thực phẩm nha các bạn. 7 năm rồi bé không ăn cơm mà chỉ ăn những cái đồ cứng như là đồ gỗ rồi cạp những chiếc ghế, chiếc giường đó. Nhìn rất là thương. Phú làm clip này với hy vọng là các nhà chuyên môn, các y bác sĩ của Việt Nam cũng như ở nước ngoài có thể là tư vấn coi thử là bé đang mắc hội chứng gì và có hướng điều trị như thế nào. Bởi vì gia đình cũng dẫn bé đi tứ tung khắp nơi rồi mà không tìm ra cái tên bệnh. Mà các bạn vô căn nhà này. Phú xin nhắc lại, hồi nãy thì Phú có làm việc với bên phía công an xã cũng như là ấp, thì xác nhận là gia đình mình á là hoàn toàn á là không phải là một gia đình khó khăn nha các bạn. Cái mong muốn của gia đình cũng như là mong muốn của Phú là tìm ra cái tên bệnh của bé mà thôi. Ở xa xa kia là mẹ của bé. Gia đình mình là người đồng bào Khmer nên là mình nói nó đôi khi không rõ lắm. Đeo khẩu trang luôn. Bây giờ em đeo khẩu trang đúng không? Ừ. Đeo, nhưng mà thường á đeo khẩu trang xong ấy cái người ta nói mình nói xạo. Nên là phải mình chữa bệnh cho con mình á thì mình phải mở ra, hiểu không? Mở ra thì các nhà chuyên môn rồi khán giả người ta nhìn thẳng vô câu chuyện, người ta biết là kết nối với ai chứ. Em mở khẩu trang cho đi. Em nhìn rất là xinh mà khẩu đeo khẩu trang cái gì đấy, bỏ sao đó. Kính thưa các bạn, đây là mẹ của bé. Em nay năm bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 28 rồi. 28 à? Em tên gì nhỉ? Tên Na. Đây là nhà của Na hay là của bố mẹ? Đây là nhà của bố mẹ. Phú cùng với Na vào thăm con của Na ha. Bé tên gì? Vinh phải không? Đúng rồi. Thạch Vinh. Rồi, Na dẫn đường đi. Có gì đâu, bình tĩnh chứ. Lần đầu xuất hiện trước công kính hả? Lần đầu. Ngại hả? Đây là mẹ của Na này các bạn. Đó, mẹ của cháu. Chào Vinh nha. Sao bị lỗ tai như vậy? Kính thưa các bạn, trước mặt các bạn là Vinh, 7 tuổi. Các bạn hãy nhìn mà xem, đôi mắt của Vinh nó có thể là mở ra được, nhưng mà hình như là bé không hề thấy bất kỳ một hình ảnh hay là một tia sáng nào. Còn đây là những cái thớ gỗ in hằn những vết răng. Phú rất là xúc động và choáng váng khi nghe mẹ cũng như là bà ngoại của Vinh chia sẻ là những năm qua những vết răng của Vinh là in hằn lên toàn bộ ghế cũng như bàn và cả những chiếc giường trong căn nhà này. Có phải là bé đặng cắn ăn không? Dạ. Rồi nấu hết những cái dăm gỗ này không? Không tin được sự thật này nên là Phú tiếp tục hỏi bà ngoại để xác nhận rằng có phải chính Vinh là người đã cắn và gặm toàn bộ bàn ghế gỗ này không. Thì bà ngoại khẳng định đúng, Vinh đã ăn nó suốt 5 đến 7 năm qua. Và đây là những vết cắn của Vinh trên cổ áo. Những miếng vải biến mất. Nó bị lủng đâu mắt hết rồi nè. Nhiều vải vô bụng rồi đó. Coi cái bụng coi. Nhìn rất là đẹp trai đó bạn ha. Ở trong nhà mình á, còn có những cái thứ nào mà giống như là nó cắn. Hết rồi, nó cắn hết đó. Cái giường vậy đó. Vậy đó. Dạ. Giường cây nhiêu thì nó cắn hết. Dạ. Vậy đó nó. Giường sao cũng có đó, giường đó đó. Thì trong nhà cái gỗ nhiêu. Sao đây? Là
coi ô tô tẹt á. Nói không rõ hả? Dạ không có nói luôn á. Không nói luôn. Nó la anh vậy quát quát hồi nãy. Dạ nó la vậy đó, đi lấy cái này lấy cái kia vậy đó. Nếu trong nhà nó quen nó lấy vậy đó, nè, lấy lẹ đem lại. Vậy đó, đi qua đi lại vậy. Dạ, cái căng cái tay đó đó đó. Đó. Nè tên nó cắn thiệt nè, ở đây nè. Nè. Cắn đờ luôn cái tay nè. Dạ. Cắn thâu vậy hả? Nó chơi vậy, nó căng chơi vậy, đem đi chơi chừng nào nó biến nó giục bỏ. Này các bạn, khóc nhà, ăn gỗ, ăn bê tông. Dạ đó đó, cái cửa sổ đó. Hồi đó nó còn nhỏ tôi đem đi trên giường á, rồi nó làm vậy đó, tôi không có biết sao nữa. Ở ngoài đây thì bác có ra cắn gì không? Không, như đang qua ngày thì nó chụp cái đất, chút chút vậy đó. Gì? Ăn cả đất luôn? Dạ, nó chụp, lấy cái tay nó chụp nó ăn vô vậy đó. Một chút, không quá nhiều. Rồi mình la nó chảy vô à. Vậy là cô là phải là giống như là... Tại tôi, dạ, tôi coi nó hồi nhỏ tới lớn vậy đó, tôi biết mà mẹ không nó... không dám bỏ dạ, đi. Dạ. Hồi đó được năm á, mẹ nó đi làm luôn. Tôi dạ. Giữ nó luôn tới giờ luôn. Nếu mình bỏ đi là sơ sẩy cái là bé ăn những cái vật dạ. Sắc nhọn giống như sắt thép là vô là dạ. Rất là nguy hiểm. Mà như tôi cũng coi không kịp á, đi làm công kiện cũng nó ăn vô á. Có lần nào mà mình thấy nó ăn một cái thứ đùa mà mình thấy mà phát quản là cái không, gì? Không, mà cái cục đất á thì nó nhai như kẹo vậy, nó đem ra, nó không có luốc vô đâu. Mà như đất như gì á thì nó nuốt, nó quỷ ỉa thế, đen thui à. Đất thì nuốt, dạ. Còn cái gì mà nhai như kẹo? Dạ, cái cục gạch á. À, gạch thì nhai như kẹo. Dạ, mà cái này á thì nó ăn, nó nuốt vô luôn á. À, tức là nuốt đất với nuốt bê tông, dạ. Nuốt dăm gỗ, dạ. Còn gạch thì chỉ ăn nhai như kẹo. Dạ, 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 nó bỏ. Thì tôi gành vậy đó mà tôi không có nói gì hết đó mà. Tại tôi nuôi nó, tôi biết hết rồi. Ở nhà dạ. Mình con thấy là rất là nhiều thì... đá sắc nhọn như thế này là dạ. Ăn sao? Nó ăn á, ăn rồi tôi thấy tôi lấy ra. Tôi bóp cái miệng nó, tôi lấy ra. Mà nói ngay đi, nó không có nuốt vô đâu. Nó để vô miệng. Nó lùm á, nó ăn cả những cái cục đá như thế này. Thì... có lần nào nuốt vô bụng không? Không, nó không dám được nuốt đâu. Nói ngay đi, nó nhai rồi nó bỏ à. Mà nó đem, nó lùm được thì nó để vô miệng nó. Mà chừng nào nó nghỉ thì nó hạ miệng, nó đem ra. Mà không có nuốt vô đâu. Tôi thấy vậy đó, mà không biết được. Nó nuốt vô, không nuốt gì cũng mình không có giữ nó được thường xuyên. Nói ngay đi, tại như tôi đi chuồng bò, chuồng gì, mẹ nó không ở nhà rồi, ông ngoại nó không ở nhà thì tôi đi làm công chuyện. Mà không biết nó nuốt không, mà cái tôi thấy nó nuốt ớt cầm mà rồi nó để vô miệng thì nó lấy ra thiệt. Cái đó là tôi thấy. Con áo mình lủng như thế này là cũng bé cầm hả? Không, cái này của tôi gạch. Tưởng tượng cảnh mà đi ra ngoài mà toàn đất với vải đồ, với dăm bào, dạ. Ghê quá hả? Dạ. Mà sao ăn nuốt những cái thứ vô bụng mà suốt 7 năm rồi bé không gặp một cái sự cố nào trong hệ thống ruột kìa? Dạ, biết làm sao. Ăn xong nó ra hết rồi? Dạ, mà tôi gửa cái đít nó chị ỉa, không có ỉa ngoài đâu, hay ỉa trong nhà không à, đất gạch vậy nó mới ỉa, mà ỉa lần gần 2 tiếng mới ra một cục vậy nè. Lần đi ngoài là 2 tiếng. Dạ, cái này dặn qua dặn lại, dặn ra dặn lại, thậm ra lần đó là do khó ra đó. Mà nói ngay đi, cũng ỉa ra hết. Có lần nào mà đi ra ngoài mà kẹp theo máu không? Không có gì hết. Hồi đó là nó ỉa uống thuốc không có hết luôn, đi bệnh viện, nằm bệnh viện hết 2 tuần mới hết. Mà ỉa đó là ỉa nước, ỉa cái gì không à, nó trắng trắng như sữa gì không à. Hồi đó là một lần. À, tức là có một lần à? Dạ, một lần hồi đó tới giờ, bây giờ không có từng bạch bệnh gì hết. Đấy. Có một lần là hệ tiêu hóa bị tổn thương. Dạ. Do là ăn cái gì? Hồi đó nó còn uống sữa rồi ăn cháo cá, hồi đó nó còn nhỏ đó, năm mấy đó. Cháo dạ. Cá mình á, dạ, tôi đút cháo cá cho ăn á, hồi đó rồi sữa. Có nhiêu đó hả, à, đâu có ăn gì đâu. Nhưng mà ăn, nhưng phải ăn cái gì đó rồi thì bao tử không, gì đâu chứ. Không, qua đó 2 năm mấy mới nó cạp cây. Hồi đó nó còn ngồi bò đó thì nó cạp từ từ tới 5 năm đó. Rồi bây giờ 2 năm nay không có cạp cây đâu, mà nó ra đất là nó chụp đất ăn. Tức là 2 năm gần đây thì không dạ. Ăn cây nữa. Dạ, mà chụp dạ. Ăn bê tông. Dạ. Là nó thay đổi cái vậy không à. Nó ăn cái cảm giác của nó có vẻ ngon hả? Không biết nữa. Tôi mà nhìn cái cách nó ăn ấy, hồi nãy là con vô nhìn thấy nó nhai cái áo là thấy nó ngon á. Dạ, chắc vậy quá ai biết. Như nó ra ngoài đó đó, đi ra ngoài đó là nó chụp
nó vô đẻ vô miệng đó. Rồi mình la mình chửi nó không có hạ miệng đó, bóp cái miệng nó không có chịu, không có chịu hạ. Chắc nó nuốt vô cái gì á. Vậy là suốt 6-7 năm qua là không ăn cơm. Dạ. Chỉ có ăn gạch đá, quỳ sữa với ăn bánh. Nói thưa các bạn, như vậy là bà ngoại xác nhận là 7 năm qua luôn trong Vinh á là chỉ có ăn gạch đá với dăm bào và uống sữa, ăn bánh thôi. Dạ. Không hề ăn cơm, không hề ăn rau củ quả gì hết. Dạ, có ăn bánh gói 2000 đó. Dạ. Bánh khác nó không ăn. Thế đợi liền. Chừng nào nó ra thì ra, vẫn ra nó không chịu ra. Tự nó ra mình ên nó. Sao nó bịt lỗ tai hoài nhỉ? Dạ vậy không. Nó bịt lỗ tai vậy không? À. Nó quen vậy luôn. Dạ. Nè thì liền cái cào, nếu mà ngoài được nó liền cái cào. Nó chịu ra. Tập tuột tình thức, nó chịu ra. Chừng nào nó ra ên nó thì nó ra. Chừng nào như người ta muốn. Đôi mắt của bé là hoàn toàn không thấy. Dạ. Đó. Mà nó trong nhà thì nó đi qua lại vậy đó. Lỗ tai thì có nghe được không? Thì như tôi la cũng thấy nó cũng như nó phá cái này phá cái kia, mình la mình nói đừng có lấy đấy, nó cũng nghe. Nghe. Dạ. À. Mà nó cái tai nó bịt lỗ tai hoài á, không sao. Rồi như bữa nào nó ngứa vậy đó, nó làm vậy này. Rồi bữa nào nó quậy nó lấy cái đầu nó vô tường, nó đập vô tường luôn mà. Đập vô tường luôn? Dạ. Nó đập tôi lần tôi muốn khóc luôn á. Tôi đau muốn khóc mà nó không có đau. Ngủ trong mùng bà cháu vậy á, rồi nó như nó quậy, nó đập cái đầu nó vô cái đầu tôi vô, tôi khóc muốn chết rồi. Mà nó không có đau, không biết làm sao. Nó quậy á, cũng quậy nghe. Cái chân nó, cái khi nó đập vô cái bụng tôi lần tôi khóc luôn á. Cháu mình vậy mình đâu có biết sao giờ gán chịu. Bây giờ ngủ với tôi nó đâu có ngủ với mẹ nó đâu. Tối có khi nào mà đang ngủ với ngoại mà bé chồm qua bé cắn hoặc đồ ăn cắn á, cắn nó làm vậy nè, rồi tôi quánh thì nó nghỉ. À nó đồ cắn mình luôn. Dạ cắn á, mình không quánh nó cắn luôn á, nó cắn đau muốn chết. Người của tôi quánh tôi xô nó ra không á, nó quậy vậy đó. Thấy lạ cái là ăn gạch đá nhiều năm vậy mà răng rồi không bị sao hết. Dạ còn bình thường vậy đó. Kỳ ha. Bữa hôm nó gãy hết hai cái răng, bây giờ nó mọc rồi. Còn em này là sao mà con ai mà dễ thương vậy? Ở bên này. À hả? À. Ở Bình Dương á, nhà này nè. Ở Bình Dương. À. Bà ngoại tại ở đây. Là suốt ngày ăn bậy với đập phá vậy thôi. Dạ, nó chơi vậy đó, mình ơn nó đó. Bằng đêm nữa nó đập gầm rồi nó la quá. Đói sữa thì nó nằm võng, nó la. Ăn bánh thì nó ngồi trên bàn đó. Rồi mình xé bánh rồi nó ngồi ăn. Rồi đưa chú Phú ẩn với coi. Rồi cắn chú Phú luôn. Đi ra ngoài đây cho nó thoáng nè, cho sáng nè. À, ấm lại hả? Để đi như thế nào? Tội chưa? Đi. Cũng nhớ đường lên ha. Mò là nhớ đường lên luôn á. Muốn á, người ta đi ra tự người ta lụm ta. Nha. À. À. Cũng lạ ha, không ăn cơm mà cơ thể vẫn khỏe mạnh ấy chứ. Không bệnh luôn. Đẹp trai, bé này mà chữa được cái mắt nè. Nếu mà hy vọng là ai đó giúp bé chữa mắt ha. Nếu mà bé mà chữa được mắt là bé đẹp trai lắm á. Em anh hỏi cái hồi mà đi ra Hà Nội thì bác sĩ ngoài Hà Nội nói mắt của bé là bị sao? Ý là bác sĩ nói là mắt của bé bị đục tinh thể, nó bị bẩm sinh rồi. Chứ không có phẫu thuật được. Nếu mà phẫu thuật thì hàm mắt hai bé nó bị nhắm lại luôn, chứ nó không có mở như bình thường vậy. Đục thị tinh thể là đục bây giờ nó muốn gì? Bây giờ có ai mà hiến gặp mắt là giải phẫu làm được không? Nếu mà có thì em cũng điều trị cho bé. Tức là nếu mà giải phẫu được là em cũng hiến luôn mắt cho bé hả? Đúng không? Em có mấy cháu? Dạ, hai đứa. Đứa này là đứa đầu, còn đứa gái. Con gái bình thường? Gái thì bình thường. Tại vì bé này hồi đó em bị động thai sinh non. Sinh non? Thì đúng rồi. Không, động thai sinh non thì nhiều người sinh non lắm. Đâu có gì mà đâu. Không biết tại sao mà mắt nó không thấy. Hồi đó cũng đem đi điều trị mà.
Bây giờ chỉ cần cho hai đôi mắt của nó nhìn thấy. Em có nghiên cứu sao mà bé bịt tai riết vậy không? Chuyện đó thì em có nghiên cứu. Ô, 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 nghe không? Nghe không? Nghe không? Này, cắn riết này. Rồi đưa chú Phú con cái răng con coi, có bị hư không? À, cắn vãi. Hả? Đó, có răng còn tốt nè. Anh nghĩ là bé này là ngoài cái bị vấn đề về mắt và vấn đề ăn uống ra, nó cũng thần kinh bé cũng không phải là giống như người bình thường. Có triệu chứng như thế này là thần kinh không bình thường này. Nói chung các giác quan rất là hạn chế, chỉ có cơ thể thì vận động khỏe mạnh thôi. Thì anh xuống đây cái hy vọng của anh là sẽ kết nối được với một cái những y bác sĩ nhà chuyên môn mà họ hiểu được cái đây là cái hội chứng gì. Anh muốn biết là trước giờ em đã đưa bé đi khám chữa ở đâu chưa? Lúc trước thì đem bé đi khám ở Sài Gòn. Cái xong bên Sài Gòn người ta kêu đem đi lên Hà Nội điều trị. Em khám ở Sài Gòn là khám mắt hay là khám cái hội chứng? Khám mắt. À, mới cái chị khám mắt thôi chứ chưa mô tả cho bác sĩ cái bé ăn uống nó lạ như vậy không? Ý là hồi đó chị bé sinh non thì bác sĩ chị cho đem bé đi khám mắt thôi chứ không có triệu chứng gì khác. Hồi đó là cách đây 7 năm rồi hả? Đúng rồi. À, bé lúc đó là bé chưa có triệu chứng là ăn cay ăn đá hả? Không, hồi đó bé còn nhỏ mà. À, rồi sao thấy bé ăn những cái vật nguy hiểm như vậy mà em không đưa bé đi bác sĩ coi thử bé mắc cái hội chứng gì? Tại vì em thì hai vợ chồng đi làm, còn để cháu cho bà ngoại trông coi thôi. À, cái khám thì chắc cũng kinh phí cũng không cần nhiều đâu. Mình cứ đưa thử một lần đi lên Sài Gòn coi thử đây là cái dấu hiệu của bệnh gì ha. Có lần nào mà em bắt quả tang mà bé đang ăn một cái thứ gì nguy hiểm không? Có, bé thì nó ăn cục đá, ăn đất. Em thấy thường xuyên luôn? Thì lâu lâu thì thấy bé thôi chứ không có thấy thường xuyên. Ăn đá như thế này á hả? Đúng rồi. Ăn luôn cục to vậy, ăn được luôn? Ông nó lựa cái cục nhỏ nhỏ xong nó ăn mà nó không có nuốt vô. Nó ăn xong nó nhai ra. Thấy à, thấy nhai có vẻ ngon không? Nó ghiền hả? Không biết nữa bé. Chị thấy nó nhai vậy thôi. Ờ, nhưng mà nãy bụng ngoại nói là cái mà xi măng với đất sét là nuốt vô luôn á. Cái đó thì bà ngoại bắt gặp thôi, còn à. Em thì em ít bắt gặp lắm. Em thì em ít ở nhà chăm con, mà chỉ có năm nay em mới ở nhà thôi. Mỗi năm là nó ở với bà ngoại thì bà ngoại biết gạnh hơn. Ví như khi bé ăn như vậy, gia đình mình có ví dụ như là có dùng những cái răng đe, ví dụ như đánh hoặc là dọa như thế nào để bé ngừng ăn không? Thấy nó ăn rồi mình la thì bé nó nhai ra chứ nó không ăn nữa. À, rồi mình lơ lơ nó lại tiếp tục ăn. Nó chỉ ăn một lúc thôi, cái xong nó vô chơi chứ nó không có ăn tiếp nữa. Như nãy nói đó, bây giờ là anh muốn gia đình mô tả cái triệu chứng của bé để cho các y bác sĩ và nhà chuyên môn thì có thể nhận định đây là dấu hiệu của bệnh gì. Phú tìm hiểu thì ở trên mạng thôi thì có một cái hội chứng gọi là hội chứng Bika. Này dịch ra tiếng Việt nghĩa là hội chứng ăn bậy. Những cái bệnh nhân mà mắc cái hội chứng này thường là trẻ em hoặc là phụ nữ mang thai. Và khi mà mắc phải cái hội chứng này thì có thể rất là thích ghiền, thậm chí là giống như là nghiện luôn á, ăn đất này, ăn đá này, ăn sắt này, ăn cây này, phải đến những nhà chuyên môn thì mới hỗ trợ điều trị được. Nhưng mà Phú vấn đề là bây giờ không biết ở Việt Nam mình á, ai cứ thực sự là chữa được cái bệnh này. Nếu mà để lâu á, bé ăn phải những cái vật như là sắt và mấy đồ đá mà nhọn á các bạn, là có thể là gây loét cái hệ thống bao tử phía trong đó. À, nên là đây là một cái câu chuyện nó mang tính chất là cấp bách. Nên là Phú hy vọng các nhà chuyên môn coi được clip này và tư vấn hỗ trợ cho gia đình ha. Bây giờ ví dụ như là có một y bác sĩ hoặc mà một ai đó mà biết được cái cách mà phương hướng điều trị thì liên hệ trực tiếp với gia đình. Em có thể đọc số của em không? 0981 961 734. Ừ, rồi. Cảm ơn các bạn ha. Các bạn nếu mà tư vấn hoặc hỗ trợ gì đó trực tiếp cho gia đình thì liên hệ theo số của Tinh Na, đúng rồi. Cảm ơn Na nha. Anh có chút quà tặng cho bé uống sữa thôi nha. Không có gì ha. Khi mình đăng video lên á là Na nhớ là trực cái điện thoại á, rất là nhiều cuộc gọi tới đó nha. Nha. Rồi hy vọng anh sẽ qua những cuộc gọi như vậy thì có thể giúp được gì cho gia đình ha. Rồi cảm ơn Na và gia đình rất là nhiều. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. À, các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.